đây đây. Đi thôi. Ra đi Thu. Alo, chào các bạn nha. Hôm nay Mai Châu ghé đến quán Thi Thi gọi đu đủ để làm mà lần đầu tiên Mai Châu đến đây. À, thành ra muốn nghe ghé đây để mình ăn thử cho biết. Hello, chào em, chị ở bên Mỹ về, lần đầu tiên chị ghé đây, chị nghe bạn chị giới thiệu về quán em rất là nhiều đó. Ra chị hôm nay chị muốn ghé đây để chị ăn thử cho biết và muốn chia sẻ với mọi người bên Mỹ. Cảm ơn cả nhà. Dạ, đây là Thi Thi nha các bạn. Bữa nay bị cúp điện. Nay cúp điện rồi hả? Mới cúp điện tới 4 giờ, 1 tiếng nó mới có điện. 1 tiếng nó mới có điện hả? Nhưng mà không sao đâu, ăn trong âm thầm cũng không sao đâu. Rồi, em giờ ngồi đây đi cho sáng hay sao? Ngồi em đây vô đây. Hay là lên lầu sáng hơn. À, trên lầu hả? Dạ. Trên lầu lầu 1 là sáng dữ lắm. Ngồi vậy hả? Cho gì để cho tụi chị lên lầu nha. Rồi giờ chị kêu món ăn nha. Rồi. Mình kêu tại đây luôn ha. Kêu tại đây luôn. Bây giờ về để gọi món ăn nha. Bưng lên. À, đây mình có cái gì? Chân gà. Chân gà. Là có nhiêu đó thôi. À, vậy cho một cái một món bò viên ha. Một món gỏi. À, gỏi đu đủ. Đi nước nè. Dạ, gỏi đu đủ ha. Ta đi chặt tắt. Đi chung rồi. Dạ, đi chung. À hả. 3 ly 2 xanh 1 gỏi. Rồi, cái này là nước gì vậy em? Trà đất xanh. Trà đất xanh nè. Rồi, cho chị thử cái này. Rồi, cái này là gì? Cái này đỏ. Đỏ, rồi cho chị thử cái trà đất xanh nha. Dạ. Hai ly xanh một. Rồi, vậy là gọi gì rồi Thu? Chân gà. Chân gà. Cari bên đây có ba. Rồi, vậy cho chị gọi chân gà, rồi gọi đu đủ ha. Rồi, cái bò viên. Rồi, bò viên. Bò viên. Rồi, viên. Ba món đi ha. Rồi, cho em tính tiền trước luôn. Rồi, rồi cho chị gửi thuốc luôn. Anh quay phim đẹp trai. Em trai đó. Đúng rồi, bủ phải bỏ ra đó. Má ơi. Có gì đâu ra. À, bao nhiêu đi em cho chị gửi. Cứ chốt rồi. Chị có lấy khăn lạnh không chị? Lấy khăn lạnh luôn cho chị ba cái. 290. Em biết không, bên đó là bạn chị ai cũng nói về là phải ghé Thi Thi để ăn gỏi đu đủ rất là ngon. Dạ, cảm ơn. Anh xin chào bà. Anh đẹp trai. Dạ. Ăn rồi thì nói cho hai chị đi về đi, chúng ta đây với em ở đây. Em trai đó, em trai đó. Đi đến nhau mà đi nhau bà. Ừ. Ăn gọi đây nha, tối rồi. Đó các bạn thấy Thi rất là vui mà rất là đẹp gái luôn. Đẹp trai quá trời. Em trai đẹp quá phải không? Đẹp. Mặt bóng lưỡng. Em bóng mặt bóng luôn. Lâm Vũ, Lâm Thiên Vũ đó. Em nhớ nha. Mặt đẹp mà tướng cũng đẹp nữa. Dễ thương. Em chị hả? Dạ, đúng rồi, em trai đó. Thấy anh mà nó ngọt, dễ sợ. Trời ơi, miệng dẻo dễ sợ chưa. Rồi, vậy bây giờ. Thấy anh nó ngon quá trời. Nãy giờ ăn cơm, đói bụng rồi. Thấy ăn cái ngang liền. Rồi, bây giờ tụi chị lên lầu nha. Một lát xuống gặp em nữa. Dạ. Nói chuyện em tí. Đúng rồi. Bụ ơi, bụ quay mấy góc cạnh này đẹp quá nè bụ. À, cho em này lên. À, các bạn biết không là thật sự mà nói gặp Thi Thi bên ngoài á là rất là đẹp gái và rất là dễ thương. Vừa đẹp, vừa dễ thương và vừa giỏi nữa. À, hôm nay ghé đây thì gầy xui quá bị cúp điện rồi. Cúp điện, nhưng mà cũng may là ở trên đây cũng sáng hơn ở dưới đó. Bủ ơi, em quay sơ cái mấy cái món ăn nữa nha. Đây là đu đủ đúng không Bủ? Dạ. Đu đủ ba khía. Còn đây là món gì vậy em? Chân gà xả tắc. Rồi đây là bò viên chiên. Bò viên. À. Bò viên này thì ở đây đặc biệt cái là bò sẽ nhiều phần bột. À. Mà nghe nói cái sốt rất là nước chấm rất là đặc biệt đúng không em? Dạ, còn nước thì tự làm. Tự làm luôn. Nước này là gọi là nước gì vậy em? Trà tắc đỏ. Trà tắc xanh. Trà tắc xanh tắc đỏ hả? Nha. Vậy thôi bây giờ
giờ mình ăn đi, mình thử đi ha. Rồi tụi mình ăn nha. Cái này ly nước của em nha bố. Dạ rồi. À, chị để ngay góc này nha. Này cho em. Bố ăn gì hả? Bố ăn không? Bủ chỉ ngồi coi hai chị em mình ăn. Thật ra là tại vì á, bủ là ăn chay. Bủ này răng răng này ngoài cũng được đúng không? Được rồi. Thì ăn đi, ăn chút rồi ăn gì đâu đi. Hả? Thử. Hả? Thử chút chút. Đó các cái, bạn ở đây á là cái phải nói cho mọi người biết là ở đây là cái món gỏi này là đây là đang rất là hot nhất ở Việt Nam của mình. Tại vì đây là cái mà thu hút khách người ta rất là nhiều. Đó là trong cái gỏi này, gỏi đu đủ này sẽ gồm có là tôm, ba khía và có một ít chào các này. Cái này là cái da heo chiên giòn. Dạ, sấy giòn. Dạ. Ok. Rồi có ba khía nữa nghe các bạn. Đây là ba khía đó. Ba khía ngon lắm luôn á. Rất là ngon. Nói chung cái này ra là thì con thì ở đây sẽ làm cái món là nó rất là hợp khẩu vị với người Việt Nam mình. Vậy Châu ăn thử, Châu thì sẽ trải nghiệm cho người ta. Giờ Châu sẽ thử món gỏi đu đủ nha. Ngon lắm luôn. Sốt rất là ngon, tu thử luôn. Ăn thử đi, rất là ngon luôn. Thử đi. Dễ ngon lắm. Cái gì á, bụi một cái gì nhỏ đi đó. Cái nhỏ kìa. Ngon lắm. Ngon lắm luôn rồi. Sốt pha quá ngon luôn á. Ngon lắm hả? Sốt pha ngon quá. Gấp về đây nè. Rất. Cứ ăn trải nghiệm từng món. Dạ. Thử cái này trước, ngon quá. Phải công nhận á, bủ sốt ngon lắm em. Dạ đúng ngon rồi. Thiệt á, mà đậm đà mà vừa, nó rất là vừa mị ăn, ngon thiệt á. Bủ cái này nó phải hình như là lúc đi thi làm là quét phải không? Dạ đúng nó rồi. Nó quét rồi nó bỏ nhiều thứ chung lại hết. Đúng rồi. Nó không quét là dầm ra. Là ngày xưa lúc mà em ăn cái này là em ăn từ lúc mà còn ở chợ đêm kìa. Chợ đêm của Thi còn trong cái xạp kìa. Đó là Thi đã bán là lúc đó đã hot nhất trong cái chợ đêm rồi. Xong rồi Thi mới ra mở quán, lúc mà mở ở bên Bến Phú Lâm. Xong rồi mới bắt đầu có lượng khách nhiều rồi Thi mới mở lớn ra. Hiện tại tới bây giờ là vẫn chưa hết hot nha. Vẫn rất là hot nha. Rất là hot, vẫn còn hot, càng lúc càng hot. Tại vì á, chị ở bên Mỹ mà chị còn nghe được tiếng Thi là gỏi bò đu đủ nữa. Đó, bạn chị nói về đây là phải ghé thử. Ngon quá, sốt quá ngon. Hôm nay xui quá. Vừa ăn mà nó không có tanh ha. À, không hề tanh. Đúng rồi. Ngon phải không Thu? Ngon. Hôm nay ăn sợ không dám ăn. Ngon lắm, thấy không? Quá ngon luôn á. Bây giờ á, mấy Châu đây thử. Nè mọi người ơi. Đây đó. Đây chính là món chân gà xả tách nha. Mọi người thấy chân là gà cái đúng không? Đúng rồi, đó, dạ. Là mọi người sẽ thấy là rất là hấp dẫn nha. Ớt rồi dừa cay cay, chua chua, ngọt ngọt, rất là ngon. Dạ, cho ăn thử. Mà cái món này là đặc biệt là phải cay nha, không đúng cay rồi. Không ngon, đúng không em? Đúng rồi, đúng ai rồi. Mà ai mà không ăn cay thì sẽ không ăn được món này, tại nó không cay, nó không ngon. Thu ơi, thử đi Thu. Chấm gì không? Nó không, hình như không cần chấm thì phải á, cái này nó đã đầy đủ trong đây rồi. Cái này nó đã nó đã pha sốt trong đây luôn rồi. Bụ mới hận đổ em. Ngon quá. Chân gà xả tắc cũng ngon nó bụ. Nói chung là đi Thi làm tất cả đồ ăn rất là đậm vị, người vừa ăn nha, không quá mặn, không quá ngọt, không quá cay, cho nên mọi người một chút nó vừa ăn. Ngon. Okay. Xin lỗi mọi người nha, tại vì hôm nay xui quá, ghé bị cúp điện. Phải dùng cái này quạt. Nóng quá. Ngon lắm. Rất là ngon. Ngon quá. Ngon phải không Thu? Ngoài ra ở Thi Thi là có một cái món là cũng rất là hot. Đây là cái, phải nói đây là signature ở đây, đó chính là cái món bò viên. Nếu mà chị Châu đi ăn mấy bò viên ở ngoài là bò rất là ít mà bột thì rất là nhiều. Nhưng riêng ở đây là bò rất là nhiều. Coi như là bò hầu như là kiểu như là hết 90% là bò, chứ còn 10% còn lại là bột thôi. Cho ăn thử thì phải là cái nước chấm thì làm rất ngon. Đây nè nghe, món bò viên nha các bạn. Bây giờ Mai Châu sẽ thử nha. Tại vì nghe Bủ nói với Châu á, các bạn biết không, là cái sốt này là tự tay Thi làm luôn chứ không phải mua ở ngoài, rất là ngon. Bây giờ mình thử. Oh my god, ngon lắm em. Đúng rồi, ngon lắm. Cho mình làm mình chứ. Con thử
nóng lắm luôn nè. Dẫn hai chị em đi ăn mà ăn chay, không có ăn mặn. Ăn mà vừa quà. Các bạn biết không, bé Bụ, gọi là bé Bụ á, là rất là dễ thương. Mà hồi nhỏ đó thật sự bé Bụ ốm lắm luôn á. Nhưng mà bây giờ các bạn nhìn thấy không, mà được như vậy là phải bé Bụ phải rất là siêng năng, bây giờ thoát tập. Là rồi. Idol TikTok nhé. Dạ, mà bây giờ lại là idol TikTok nha các bạn. Đó, đẹp trai chưa? Mà ngày mới ngày nào là lúc đó Mai Châu còn ở Việt Nam nữa. Có bọn nhỏ ở đâu đi theo hay Mai Châu thì đó. Mà bây giờ lớn như vậy nè các bạn. À, Bụ ơi phải công nhận là bò viên ngon. Bò viên ngon lắm. Ngon. À, bò viên nè các bạn. Nó ngon lắm luôn á. Không, cái sốt ngon quá Bụ. Nó ngon. Ngon quá. Cắt một cái chai heo chị ngon quá. Chai heo ngon quá. Cái ngon. Cái này là chai heo ngon. Có bán dưới không? Ừ. Đây, bò viên đây nha. Dạ. Yeah. Rất chất lượng nha. Sốt không thấm. Mà cái nước này cũng ngon nữa nè các bạn. Nước trà tắc xanh rất ngon. Trà tắc xanh cực kỳ ngon luôn. Cái trà này là trà từ Bến Thái đem về, nó trà này. Vậy đó. Tất cả đều Bến Thái đem về. Đều Bến Thái đem về đó. Uống nó lạ đúng không? Đúng rồi, ngon lắm luôn á. Đang nóng rồi chứ. Nó đã quá. Cảm ơn em nhiều nha Thi Thi.
cô một món đem về chân gà xả tắc nha. Và hôm nay á là ba chị em ăn ba món nè, bò viên